Series mà các bạn yêu quý, hôn nhân có gì vui, check rồi. Cuộc hôn nhân của tôi cũng theo đó mà check rồi. Tình yêu trong tôi thở oxy khi hôm qua vợ tôi chê mái tóc bồng bềnh lãng tử mà tôi mất công nuôi cả tháng trời là dài như lông chó. Tôi bị tổn thương sâu sắc, tôi muốn ly hôn. Và nói thật là ở thời điểm này tôi không còn tâm trạng gì để kể bạn nghe về chuyện hôn nhân nữa rồi. Thay vào đó, từ nay chúng ta sẽ có một series mới. Tôi gọi nó là Tuổi thơ có gì vui, nơi các bạn sẽ được nghe những câu chuyện về thế hệ trước. Những câu chuyện nơi mà lũ trẻ năm ấy không lớn lên bằng việc lên TikTok để xem lắc đít như bây giờ. Tập 1. Huyền thoại về người bạn hãm tài của tôi. Đây là Linh, người bạn nối khố của tôi. Có lẽ check trong danh sách bạn bè của mình thì Linh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nhân vật chính trong video của ngày hôm nay. Tôi chơi với Linh từ hồi tấm bé. Ngày ấy Linh thuộc tầng lớp hạ đẳng trong lũ trẻ con bởi vì hồi bé Linh vừa xấu vừa ngu, cho nên chả có ai thèm chơi với Linh cả. Còn tôi cũng xấu, nhưng được cái tôi thông minh, cho nên tôi thượng đẳng. Ngày đầu gặp Linh cũng là ngày Linh tè dầm giữa sân trường mầm non. Linh xấu hổ, bối rối, khóc nấc lên trong sợ hãi. Vì với một người khó kết bạn như Linh thì nỗi nhục tè dầm sẽ khiến thanh xuân của cô mắc kẹt trên đỉnh tháp cô đơn. Không ai được phép cười mày trừ tao Linh ạ. Là một đứa trẻ bị nguyền rủa bởi tri thức, tôi nhanh trí đạp Linh xuống sông. Với logic là sẽ không có ai nhận ra mình đang tè dầm dưới cơn mưa. Linh ngỏm lên nhìn tôi trìu mến vì Linh biết mình nợ tôi một mạng. Từ ấy tôi và Linh chơi thân với nhau. Nhưng các bạn biết đấy, khoa học đã chứng minh là bệnh ngu nó lây qua đường tình bạn. Có thể nói tôi ngày ấy là một thiên tài toán học, là người đi đầu trong việc sáng tạo ra học thuyết nhìn hình ta thấy. Chứng minh đường thẳng A song song đường thẳng B, nhìn hình ta thấy. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, nhìn hình ta thấy. Tứ giác ABCD là hình gì, nhìn hình ta thấy. Tuy ban đầu chưa thành công nhưng đã chứng tỏ được là mình có lối đi riêng. Con đường học vấn của một đứa trẻ thông minh như tôi chắc chắn là sẽ vô cùng rộng mở, nhưng vì ngày ấy chơi với Linh mà dễ ngang. Tôi và Linh thường xuyên đi học muộn chỉ vì con mặc suốt ngày ngủ quá giờ trưa. Ngày nào đến lớp cũng là một điệp khúc, anh chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ở kìa đồng hồ cuối lớp sao cô lại hỏi em? Về cơ bản thì Linh khá nổi bật hồi còn đi học, nhưng đó cũng là lý do mà Linh có rất nhiều kẻ thù. Để bảo mật thông tin, tôi xin phép được giấu tên cho phản diện của ngày hôm nay là Diệu. Không giống như chúng tôi thì Diệu sinh ra trong một gia đình quyền thế. Có lẽ do đó mà từ lúc chào đời đến khi khôn lớn thì cái mặt Diệu đã luôn ngửa lên song song với bầu trời khi nói chuyện với những đứa trẻ khác rồi. Bố mẹ nó cũng là những tay to mặt lớn trong khu. Vợ chồng có tướng phu thê, con cái đẻ ra giống bố mẹ y đúc cả nhà như nhau. 4 năm cấp 2 tôi chưa đòi được của nhà nó một đồng quỹ lớp nào, các bạn hiểu vấn đề chưa? Có lẽ ác cảm của chúng tôi về Diệu bắt đầu từ cái ngày đầu tiên mà chiến tranh nổ ra. Hôm ấy Diệu phải trực nhật. Và cũng như bao ngày, Diệu lại dùng cái giọng điệu chảy nước của nó ra để dụ dỗ trai. À, bảng cao quá tớ không với được. Trai lao vào giúp nó như ruồi bâu cứt. Là một người con gái mạnh mẽ thì vở kịch của Diệu chẳng khác nào những cú vả đôm đốp vào sự thiếu nữ tính của Linh. Linh lao lên giật rẻ lao bảng và làm hai đường bảng sạch bóng, rồi quay sang nở một nụ cười khinh bỉ với đứa con gái thích dựa dẫm vào đàn ông. Nóng mắt tắc nụ cười, con gái ghét nhau thì làm gì? Đúng rồi, họ nói xấu nhau. Từ ấy cứ khi nào rảnh là Diệu lại rêu rao khắp lớp rằng Linh là một con đàn ông, rằng với một người tôn thờ cái đẹp như nó thì sự xuất hiện trên đời của Linh là một sự sỉ nhục. Linh cũng chả vừa, cô quay sang giảng cho Diệu nghe về đạo đức con người, về giá trị của hàm răng và nhiều bài học triết lý khác. Tôi xin dịch sang tiếng dân gian một đoạn là mẹ chúng mày. Diệu với Linh cãi nhau nhiều lắm. Trong đấy thì Linh luôn áp đảo Diệu về lý lẽ, nhưng do Diệu biết khóc thế là Linh luôn thua và phải xin lỗi Diệu. Linh cay không? Cay chứ, cay đến độ Linh còn ép tôi đi học võ với nó để về dạy cho Diệu một bài học cơ mà. Quyết tâm của Linh cao độ đến mức mà tôi nhớ là năm ấy lũ về, lũ cao đến buồn chứng. Nhưng may là hồi ấy chưa có thủy quái đớp tiền từ thiện của dân, nên Linh vẫn kéo tôi đến võ đường cho bằng được thì thôi. Xong đéo hiểu sao học một tuần vẫn chỉ quanh quẩn ở cái thế trung bình tấn. Nhưng không sao, võ học là rèn luyện sự kiên nhẫn. Sang tuần thứ hai, đến lớp vẫn đứng trung bình tấn. Ơ kìa, trời nóng quá mà bị thần kinh à. Tao đóng tiền học võ chứ không phải học múa đâu. Tôi đến để học một thứ võ thực sự. Học cái võ mà trụm tay bắn ra được một con rồng ý. Chứ đéo phải thứ võ đến lớp tập dưỡng sinh như này. Tiền chứ có phải lông lửa đâu mà thừa thãi thế. Thế là sau 2 tuần tôi bỏ cuộc, của Linh thì vẫn theo. Nhưng chỉ tiếc là chưa kịp thành tài thì căng thẳng đã leo thang. Hôm ấy ở trường tôi xảy ra một sự kiện chấn động. Một bãi cức to như cức bò được tìm thấy ở trước cửa nhà vệ sinh. Một cục cức vĩ đại mà nhìn vào không ai dám nghĩ nó đến từ một con người. Lũ trẻ khi ấy tọc mạch ào ra hóng cức. Trẻ con mà, chúng nó bắt đầu đặt ra những giả thuyết như: cức này là của ai? Nó ở đây từ bao giờ? Nhưng không ai hỏi là người ị ra cục cức này ra sao. Bởi vì vị trí mà người ta tìm thấy nó là ở trước cửa nhà vệ sinh.
chắc người tạo ra nó phải tuyệt vọng lắm mới để nó ở đây. Đáng nhẽ sẽ chẳng có gì và chúng tôi sẽ về lại lớp và để công việc dọn dẹp cho bác lao công. Nhưng không, Diệu đã đi một bước mà không ai ngờ tới. Lợi dụng lúc Linh thả hồn theo mây, nó đẩy bạn tôi ngã thẳng vào đống cứt. Tôi nghĩ con Diệu là người Tàu, người Trung Quốc. Chứ không có lý gì đồng bào máu mủ với nhau lại hại nhau theo kiểu mức nhân tính ấy được. Thâm độc và hiểm ác vô cùng, Diệu ơi. Bị chơi xấu, Linh sôi máu gầm lên cái mẹ mày tiếng Việt có dấu, rồi đáp thẳng cục cức vào mặt Diệu. Nhưng hơi đen là đúng theo định luật Murphy. Khi một chuyện xấu xảy ra thì nó sẽ diễn biến theo trường hợp tồi tệ nhất. Diệu né được và vật thể lạ bay thẳng vào mặt giáo viên. Linh bị đình chỉ học 2 tuần. Sau vụ đấy, Diệu được đà bêu dếu Linh khắp lớp. Nó cùng một hội thậm chí còn sáng tác một bài vè là Linh le lẻ lưỡi liếm lông lận lòi để chọc giận Linh. Nhưng cũng chỉ dám nói sau lưng vì thằng gần nhất nói câu đấy trước mặt Linh bị Linh đấm cho khâu 6 mũ. Nhưng thủ oán với Diệu vẫn còn đó. Ngày nào chưa trả, ngày ấy giấc ngủ của Linh còn chưa ngon. Linh dụ tôi là hôm nào mình chặn xe đánh con Diệu đi. Nhưng mày ơi, tao với mày đi xe đạp còn nhà nó phóng ô tô. Nó nạp lần đầu rồi Linh ơi, đuổi thế đéo đâu được. Nhưng đúng là trời thương người hiền. Cơ hội đến vào dịp cuối kỳ khi trường tổ chức cho các lớp diễn kịch trên sân khấu. Vì đã thi xong xuôi nên lũ trẻ lao đầu vào chuẩn bị cho vở kịch. Tôi, nổi tiếng là một đứa trẻ viết hay nên chẳng có lý do gì để tôi từ chối lời mời của cô chủ nhiệm cả. Năm ấy tôi định cho lớp diễn vở Công chúa Bạch Tuyết với nhân vật chính là Linh. Nhưng đời nào Diệu nó đồng ý, cả lớp cũng vậy. Tại sao á? Các bạn đã đọc Doraemon bao giờ chưa? Có biết tại sao mà Suka được lên rừng xuống biển với Nobita trong khi trai cô mang tiếng là em gái trai anh phải ở nhà múc chỉ không? Vấn đề ở cái mặt đấy. Nếu tâm hồn thực sự quan trọng thì tại sao người ta phải skincare? Đấy, thế là theo biểu quyết số đông, Diệu vào vai công chúa. Thế còn hoàng tử thì sao? Mặc dù lũ con trai trong lớp đã kịch liệt phản đối với lý do là hoàng tử không thể lùn hơn công chúa được, nhưng với luận điểm hoàng tử cưỡi ngựa thì cần gì cao, quá hợp lý, đánh giáo viên cũng không cãi được. Thế là vai hoàng tử thuộc về Linh. Ngửi thấy mùi không lành, tôi rào trước với Linh ngay là đời chúng mình còn dài, Linh ơi. Vở kịch này là cơ hội thể hiện khả năng đạo diễn của tao, đừng vô tâm tước đoạt nó đi như thế. Mình không trả thù bây giờ thì làm khi khác cũng được mà bạn ơi. Tình nghĩa chúng mình hơn 12 năm trời, 4.380 ngày và hơn 8.760 cuốc xe đạp tôi chở bạn mỗi sáng. Chả nhẽ bạn không coi ra gì sao? Trong trái tim cậu đã bao giờ có tớ chưa? Đừng làm thế Linh ơi! Linh cảm động và hứa với tôi là nó sẽ cố hết sức để vở kịch của tôi diễn ra trọn vẹn nhất. Tôi tin Linh. Tao tin vào tình bạn chúng mình Linh ạ. Khúc nhạc huynh đệ ơi cứ văng vẳng trong đầu cậu thiếu niên trẻ với một lòng tự hào khôn xiết. Nhưng bộ não ngây thơ của cậu đâu biết đấy lại là nhạc nền đám tang. Quả nhiên ở đời người duy nhất vì ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có thể là mì tôm chứ đéo có ai khác. 2 tuần sau vở kịch diễn ra. 2 tuần trời tôi lao tâm khổ tứ soạn ra một kịch bản chất lượng đảm bảo giải nhất sẽ thuộc về với lớp tôi. 2 tuần trời con Linh nó lên kế hoạch trả thù con Diệu. Đó là một buổi sáng mùa đông với tiết trời se se lạnh khiến người ta có cảm giác như đang sử dụng băng vệ sinh Sensi Cool Fresh. Hôm ấy Diệu đến muộn. Ngày Diệu không tới lớp là một ngày đẹp trời. Nắng ngoài sân bình thường nóng vãi. Nhưng vào một ngày không có Diệu lại trông như những nàng thơ đang đong đưa nhảy múa trên nền nhạc 999 đóa hồng. Nhưng hôm nay tao cần mày Diệu ơi. May cho tôi là nó vẫn đến kịp. Cả lớp nhanh chóng chuẩn bị sân khấu để lên diễn. Nói thật với các bạn là tôi nhìn vở kịch của các lớp khác với ánh nhìn thương hại. Và gần như chắc chắn nếu mọi chuyện cứ thế này thì 100% lớp tôi sẽ giành giải nhất. Mọi thứ diễn ra cực kỳ hoàn hảo, Diệu diễn tốt từ ngoài đời đến lên sân khấu. Linh diễn cũng đạt, chả chê vào đâu được. Nhưng cũng giống Diệu, mấy tháng trước Linh đã có một bước đi mà không ai ngờ tới. Đến cái cảnh hoàng tử cúi xuống hôn công chúa, con mặc lấy 2 ngón tay chọc thẳng vào mũi con Diệu rồi nhắc lên. Con Diệu lơ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì Linh móc thêm cái bật lửa từ trong túi rồi đốt tóc con Diệu. Mùa đông thời tiết hanh khô, lửa cháy lên tận đỉnh đầu. Mẹ mày, nếu có khẩu súng và 2 viên đạn ở đây tao sẽ bắn vào mặt mày 2 phát Linh ạ. Linh cười như ve sầu vào hạ, tóc Diệu đen như gỗ mun cho một mồi lửa là xuông cả đầu. Tiếng cười của Linh hòa chung với tiếng thét của Diệu. Hôm ấy cả trường phải lao vào dập lửa, tạt cả xô nước vào đầu thì tóc Diệu mới hết cháy. Nghe nói đỉnh đầu của Diệu từ ấy không mọc được tóc nữa. Nhưng các bạn biết phần tệ nhất là gì không? Để tiếp tục được chơi với tôi, con mặc dám khai với bố mẹ rằng thằng Tuân mới là chủ mưu. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích bẻ gãy mọi lý lẽ của Linh, nhưng do Linh biết khóc nên mẹ tôi mặc định thằng Tuân là thằng đầu têu. Tối hôm ấy mẹ tôi vớ lấy bất cứ thứ gì có thể cầm được để vụt tôi. Tiếng vụt ác tiếng thét.
Ngày ấy con có hỏi mẹ rằng mẹ sinh con ra kiểu gì? Mẹ bảo mẹ nhặt con từ bãi rác. Con không tin. Lớn hơn một tí con lại hỏi mẹ câu đấy. Mẹ bảo con là hàng khuyến mãi ở bệnh viện. Con vẫn không tin. Con không tin mẹ nhặt con từ bãi rác. Càng không tin mình chỉ là hàng khuyến mãi ở bệnh viện. Nhưng giờ con đã khôn lớn. Con đã biết được sự thật. Con tin rồi. Chứ máu mủ với nhau không thể ra đòn tàn độc như thế được. Sau hôm ấy phải mất tới 3 ngày tôi mới đi lại bình thường được. Còn Linh thì hứa sẽ đền cho tôi một bát bánh đa coi như quà tạ lỗi. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa trả. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV xong đây. Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Comment đầu tiên của Cara Denver. Chúc chú ngày càng khỏe mạnh, mong chú cho cháu lên TV xong đây ạ. Ừ, cảm ơn cháu nhá. Chú vừa đi cách ly về thì đọc được comment của mày luôn. Ừ, cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Ừ, nó vừa chúc mình sức khỏe xong đi cách ly luôn. Ừ, cảm ơn cháu nhá. Comment tiếp theo của Trần Bảo Ngọc. Video của chú hay lắm ạ. Cho con hỏi là bé Tuyết bây giờ bao tuổi rồi ạ? Đến 27 tháng 9 này là Tuyết tròn 5 tháng tuổi cháu nhá. Đấy, con mừng tiếp theo của Renny Giang. Chú Tuna ơi, cho cháu hỏi chú được không ạ? Các nhân vật và một số bối cảnh là do chú tự vẽ hết ạ. Nét nó xinh quá. Ui cháu ơi, viết xong cái kịch bản là chú thở oxy rồi. Cốp thêm phần edit nữa, chú phải đi truyền nước luôn. Thế nên vẽ là phải đi thuê đấy cháu ạ. Trời ơi, làm sao nổi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau hoặc là trên livestream. Tuân vừa đi cách ly về, Tuân nghỉ ngơi đây.